Dương Đình Trí, ai mời tôi hát kèm mẹ Lệ Thủy, tôi từ chối thẳng. Là con trai của nghệ sĩ cải lương gạo cội, nhưng Dương Đình Trí chưa bao giờ muốn núp bóng mẹ. MC nào giới thiệu anh ra sân khấu là con của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy sẽ được chỉnh ngay. Sau 10 năm dành tâm huyết cho chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ, Dương Đình Trí rẽ sang hướng đi mới, xây dựng kênh YouTube cá nhân dành riêng cho khán giả yêu thích du lịch. Không chỉ giới thiệu những điểm đến trong và ngoài nước, những món ăn ngon ở khắp mọi nơi, nam ca sĩ tận tình hướng dẫn các mẹo du lịch thuận tiện, dễ dàng, đặc biệt là công bố giá cả cho mọi người nắm rõ ở bất kỳ điểm đến mình đi qua. Chương trình do Dương Đình Trí biên tập và thực hiện, với phần dẫn dắt do Trương Minh Quốc Thái cầm trịch. Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt đặc biệt của những khách mời nổi tiếng, trong đó không thể thiếu mẹ ruột của nam ca sĩ, là nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy. Dương Đình Trí có chút tiếc nuối khi không lập kênh du lịch sớm hơn, bởi đã đi rất nhiều nước trong những năm tháng tuổi trẻ nhưng chưa đầu tư ekip đi cùng. Tiếp tục lấy tiền nhà ra đầu tư, giọng ca miền Tây quê tôi không mấy tiếc nuối, bởi du lịch chính là sở thích của mình. Đó là sự trải nghiệm cùng gia đình và bạn bè, nên không tính rạch ròi các chi phí ăn chơi. Trong các chuyến đi, anh thường mời mẹ cùng bởi nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy cũng rất mê xê dịch. Dù rất thân thiết trong gia đình, nhưng hai mẹ con vô cùng rạch ròi, đến mức sùng phẳng khi bước lên sân khấu. Nghệ sĩ sinh năm 1978 tâm sự, ai quen tôi nhiều đều biết tôi không muốn làm cái bóng của mẹ. MC nào bước ra tôi đều dặn trước là không giới thiệu tôi là con của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy. Nếu làm sai thì tôi chỉnh ngay vì không thích điều đó. Chuyện tôi là con của mẹ tự động người ta sẽ biết, còn không ai biết thì tôi cũng không quan tâm. Anh chia sẻ thêm, tôi sống bên Úc tự lập quen rồi, nếu tôi muốn nhiều show thì tôi đã bám theo mẹ. Mẹ tôi chỉ sợ không có sức khỏe thôi, chứ có đủ thì một tháng 30 ngày đều có người kêu show. Nếu tôi muốn đu theo mẹ thì tôi cũng có 20-25 show, nhưng tôi với mẹ đã thống nhất với nhau từ trước đến nay. Show mẹ đi, show con đi, tiền mẹ tính tiền, con tính. Khi nào người ta kêu hai mẹ con, tôi nói rõ ràng là không nhập nhằng và tính riêng cho từng người. Không có chuyện đi ghép hai mẹ con thì giá mềm hơn. Ai mời tôi hát kèm mẹ Lệ Thủy là tôi từ chối thẳng. Chưa bao giờ tôi ép bầu show, kêu chị Thủy là phải có con chị đi hát. Tôi chỉnh nhiều bầu show lắm nha. Nếu thương lượng, giá hai mẹ con thì tôi nói không. Mẹ em làm giá này, em giá này. Anh có thể chỉ kêu mẹ em, hoặc từng người cũng được, không kêu tôi cũng được. Hai mẹ con thống nhất như vậy đã lâu rồi. Dương Đình Trí tiết lộ, dù sòng phẳng ấm mặt nghề nghiệp, nhưng lúc về nhà, do chị và em trai đều ở Úc, chỉ còn anh với ba mẹ nên được bao mọi thứ. Ở nhà mẹ không trả cái gì hết trơn, mẹ lo mọi chi phí. Mẹ tôi làm Bước Chân Hai Thế Hệ thì mẹ mừng lắm. Mẹ thường bảo nay mai mẹ không còn thì có các mục ghi hình lưu lại cho con cháu sau này, nhớ đến bà, nhớ đến mẹ. Nên mẹ tham gia không bao giờ mẹ lấy cát xê, tôi chỉ mời mẹ đi du lịch lại thôi. Nam ca sĩ cười lớn. Anh cũng chia sẻ thêm lý do hai mẹ con không tham gia game show, làm giám khảo chương trình truyền hình thực tế, dù nhận được rất nhiều lời mời. Bên cạnh việc làm giám khảo phải ngồi lâu để quay hình, chấm điểm, sức khỏe không đảm bảo, thì nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy không muốn gây thị phi, xích mích bất cứ ai. Vì khi mẹ làm giám khảo, phải bảo vệ thí sinh của mình, phải đối đầu với khán giả khác. Mẹ không muốn, còn tôi thì một năm làm 3 chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ, thêm mấy việc riêng bên ngoài nữa nên không có thời gian. Anh tâm sự. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nàng Tô Ánh Nguyệt của sân khấu cải lương giờ ra sao? Tuy đã ở tuổi 70, nhưng nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy vẫn miệt mài cống hiến, góp phần níu giữ nghệ thuật cải lương đang dần mai một, đồng thời mang đến cho khán giả những tiết mục vượt thời gian. Ở tuổi 70, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy hiện vẫn là một giọng ca vàng của làng cải lương Việt Nam. Bà vẫn miệt mài đi tới mọi vùng đất để cất tiếng hát cho mọi người. Lệ Thủy tên thật là Dương Thị Lệ Thủy, về sau đổi thành Trần Thị Lệ Thủy. Lệ Thủy sinh năm 1948 trong một gia đình nông dân nghèo tại làng Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Là con cả trong gia đình có 8 chị em, vì vậy ngay từ nhỏ cô gái này đã phải học cánh sống độc lập. Trong một lần, một người trong xóm đã tình cờ nghe Lệ Thủy hát và giới thiệu bà tới học tại một trường thầy.
Một thời gian sau, thấy Lệ Thủy sáng dạ và cũng do hoàn cảnh gia đình Lệ Thủy quá nghèo, nên thầy đã giới thiệu Lệ Thủy đi hát tại gánh hát Trâm Vàng ở Biên Hòa để có tiền phụ giúp gia đình. Trên sân khấu Trâm Vàng, Lệ Thủy chỉ phù hợp đóng vai kẻ kép nhí, và lần đầu tiên khi Lệ Thủy ca bài Cô bán hoa đèn giấy đã gây ấn tượng cho khán giả bởi chất giọng lạ. Năm đó, Lệ Thủy chỉ mới 13 tuổi. Sau một thời gian, Lệ Thủy rời Trâm Vàng để về công ty Kim Chung của ông bầu Trần Viết Long, một đại bang có 7 đoàn hát. Tại sân khấu này, bà đã được soạn giả Ngọc Văn nhận làm con nuôi. Ông viết nhiều kịch bản đưa Lệ Thủy vào đóng từ vai phụ cho đến vai chính. Với vở Bẻ bàn duyên mới, diễn chung với nghệ sĩ Thanh Hải đã đưa Lệ Thủy trở thành cô đào hát chính sáng giá ở tuổi 15. Sau đó, Lệ Thủy hát ở đoàn Kim Chung 5. Tại đây, Lệ Thủy đóng cặp với Minh Phụng, tạo thành cặp đào kép ăn ý, được báo chí thời đó phong tặng là cặp bão biển vì mang lại doanh thu cho đoàn qua các vở Sinh một lần yêu nhau, Đêm lạnh chùa hoang, Kiếp nào có yêu nhau. Năm 16 tuổi, Lệ Thủy đã giành được huy chương vàng giải Thanh Tâm. Sau năm 1975, Lệ Thủy gia nhập đoàn Văn Công thành phố Hồ Chí Minh và trở thành diễn viên chính trong nhiều vở diễn như Cây sầu riêng trổ bông, Tiếng sóng rạch gầm, Khi bình minh trở lại. Không chỉ thế, Lệ Thủy còn là giọng ca được khán giả yêu thích qua những bài ca cổ trên sóng phát thanh. Đã có khán giả ví Lệ Thủy là cô đào có nhiều kép bởi chị đã từng ca rất nhiều giọng nam nổi tiếng trong làng cải lương như Diệp Lan, Minh Cảnh, Tấn Tài, Minh Phụng, Chí Tâm, Thành Được, Minh Vương, Thanh Tuấn, Trọng Hữu, Thanh Sang, cùng hàng trăm bài ca cổ được yêu thích. Lệ Thủy cũng luôn nằm trong top, nằm trong giải thưởng như Mai Vàng truyền hình HTV Award. Tháng 2 năm 1984, Lệ Thủy vinh dự được mời tham gia đoàn nghệ sĩ cải lương đi lưu diễn châu Âu. Đây là một sự kiện lớn đầu tiên sau năm 1975, khi một đoàn nghệ sĩ cải lương bao gồm những tên tuổi như Diệp Lan, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Minh Vương, Bảo Quốc, Thành Được cùng tham gia. Chuyến đi đã thành công rực rỡ, khi đi đến đâu, khán giả Việt Kiều cũng nhiệt tình ủng hộ cho các vở diễn của đoàn. Từ thành công đó, khi về nước, các nghệ sĩ đã thành lập đoàn hát 284 và trở thành đoàn hát ăn khách nhất trong những ngày đó khi các vở diễn như Tô Ánh Nguyệt, Đời Cô Lựu, Áo Cưới Trước Cổng Chùa, Trắng Hoa Mai, Kiếp Chồng Trung, Lôi Vũ. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy cho biết, vở Tô Ánh Nguyệt diễn nhân dịp khai trương đoàn 284 và do bà và các nghệ sĩ Diệp Lan, Bạch Tuyết, Ngọc Dầu, Minh Vương thành lập và vai diễn tâm đắc nhất bởi đã lột tả được số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Khi cải lương xuống dốc, đoàn 284 giải thể, tuy nhiên Lệ Thủy vẫn là cái tên ăn khách. Cùng với Minh Vương, Lệ Thủy luôn được chọn tham gia khi các show cải lương được tổ chức. Lệ Thủy đã cùng với Diệp Lan, Minh Vương xây dựng chương trình Những Dấu Ấn Không Phai để quy tụ nhiều nghệ sĩ trình diễn lại nhưng vở diễn kinh điển. Bên cạnh đó, Lệ Thủy cũng mở chương trình Sân Khấu Vàng để quyên góp tiền, giúp đỡ các nghệ sĩ nghèo. Năm 2012, Lệ Thủy đã vinh dự nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cho những đóng góp của mình. Một điều khá độc đáo là năm nay đã bước vào tuổi 70, nhưng giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy vẫn ngọt ngào, vang rền và không bị phai nhạt theo thời gian. Nhiều nghệ sĩ đã phải giải nghệ, nhưng với Lệ Thủy, bà vẫn miệt mài đi tới mọi vùng đất để cất tiếng hát cho mọi người. Đã có lần Lệ Thủy bảo, tôi chỉ có giọng hát để trao tặng cho khán giả, nên khi còn hát được tôi sẽ hát. Đó là sự tri ân của tôi với khán giả đã yêu mến tôi, đặt niềm tin nơi tôi. Soạn giả Viễn Châu từng nói, Lệ Thủy có một giọng ca hiếm hoi trong làng cổ nhạc với chất giọng pha tha cổ và những được báo giới Sài Gòn phong tặng giọng ca chuông ngân. Trong khi đó, nghệ sĩ Diệp Lan cũng khẳng định Lệ Thủy là cô đào ngoại hạng của sân khấu cải lương. Vào tháng 12 tới đây, khán giả sẽ được thưởng thức giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy trong live show Yêu Người, Yêu Đời để kỷ niệm 35 năm vào nghề của nghệ sĩ Ngọc Huyền.